Xin kính chào tất cả quý phụ huynh các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài 30, đó là bài ngày tháng ở trong quyển vở bài tập toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Chúng ta cùng đi vào tiết số 1. Những bạn nào mà chưa đăng ký kênh, các em hãy nhấn đăng ký kênh và bấm chuông để chúng ta tiếp tục đón xem các video miễn phí ở trên kênh các em nhé. Bài số 1 yêu cầu các bạn là nối cách đọc ngày tháng ứng với mỗi tờ lịch. Như vậy ở đây chúng ta có đây là thứ này, rồi đến ngày này, rồi đến tháng này. Ở đây chúng ta chỉ quan tâm đến ngày tháng thôi, chúng ta không cần quan tâm đến văn thứ, đúng không? Như vậy chúng ta có ngày 20 tháng 11. Vậy chúng ta sẽ nhìn ở phía dưới này. Tháng 11 này, đây, ngày 20 tháng 11. Như vậy ngày 20 tháng 11 thì chúng ta nối đến đây. Tiếp theo, ngày 27 tháng 2. Đấy, ngày 27 này. Tháng 2 này, như vậy chúng ta sẽ nối đến tờ lịch ở đây, đúng chưa nào? Tiếp theo nữa là ngày 19 tháng 8, chúng ta có ngày 19 này, tháng 8 này. Như vậy đây các bạn nối đến đây. Cuối cùng chúng ta có ngày 1 tháng 5. Như vậy đây là ngày 1 này, tháng 5 này. Các bạn nối sang đây. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Những bạn nào mà chưa xong bài tập số 1 thì các em dừng lại, các em làm cho xong. Tiếp theo cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tập số 2. Ta có bài tập số 2 như sau. Yêu cầu các bạn xem tờ lịch sau rồi viết tiếp vào chỗ chấm. Đây chúng ta có tờ lịch này. Tháng 12. Đây là tờ lịch của tháng 12. Trong tháng 12 này thì có 31 ngày, từ ngày mùng 1 cho đến ngày 31. Đấy. Mỗi ngày, ví dụ ngày mùng 1 các bạn muốn xem thứ mấy thì các bạn gióng lên phần thứ tương ứng, tức là ngày mùng 1 là thứ tư. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem câu A này. Robot học vẽ vào thứ 5 mỗi tuần. Như vậy ở đây là bạn robot này thì học vẽ vào thứ 5 mỗi tuần. Vậy trong tháng 12 robot học vẽ vào những ngày nào? Như vậy ngày thứ 5 thì ở đây chính là ngày thứ 5 đây, thứ 5 đây. Các bạn gióng xuống xem thử những ngày nào robot sẽ học vẽ. Tức là đó là vào những cái ngày là ngày mùng 2, ngày 9, ngày 16, ngày 23 và ngày 30. Những ngày này thì bạn robot sẽ học vẽ. Đó là ngày 2 này, ngày 9 này, 16 này, ngày 23 này và ngày 30. Đây là những ngày robot học vẽ. 2, 9, 16, 23, 30. Tiếp tục chuyển sang ý B. Đây chúng ta sẽ nhìn vào bạn robot học vào các ngày thứ 5. Như vậy các bạn gióng xuống xem thử nó là những cái ngày nào chúng ta ghi vào. Tiếp tục cô chuyển sang ý B. Những bạn nào mà chưa xong ý A, các bạn dừng lại tiếp tục làm cho xong ý A đi. My học đàn vào tối thứ 7 hàng tuần. Vậy trong tháng 12 My có mấy buổi học đàn? Có bao nhiêu buổi học đàn? Như vậy ở đây My thì sẽ học đàn vào các buổi thứ 7. Như vậy này, ở đây tháng 12 đúng không? Có các cái chúng ta nhìn thứ 7 này, chúng ta xem thử đếm xem thử có mấy buổi. Mấy buổi chứ. Ở đây là chúng ta sẽ đếm xem thử có mấy buổi học chứ không phải là học những ngày nào. Như vậy sẽ học vào một buổi này, 2 buổi, 3 buổi, 4 buổi. Như vậy My sẽ học 4 buổi. Đó là ngày mùng 4, ngày 11, 18 và 25. Như vậy ở đây là My sẽ có 4 buổi học đàn. Này, học vào buổi này, buổi thứ 2, buổi thứ 3, buổi thứ 4. Như vậy My có là 4 buổi học đàn. Tiếp theo sang ý C, Nam và Việt cùng đội bóng của lớp có 2 trận bóng vào chủ nhật và chủ nhật tuần thứ nhất và tuần thứ ba của tháng 12, tức là sẽ đá bóng có 2 trận và các cái trận bóng này đều diễn ra vào ngày chủ nhật của tuần thứ nhất và chủ nhật của tuần thứ ba. Vậy đội bóng của Nam và Việt có trận đấu vào ngày nào? Như vậy chúng ta đọc kỹ ở đây là có 2 trận bóng đúng không? Và các cái trận bóng này thì đều diễn ra vào ngày chủ nhật. Đấy. Chủ nhật của tuần thứ nhất và chủ nhật của tuần thứ ba. Như vậy chủ nhật chúng ta sẽ nhìn vào đây. Đây khi mà các bạn xem lịch thì tuần thứ nhất này, đây là tuần thứ nhất. Đây là tuần thứ hai, tuần thứ ba, tuần thứ tư, tuần thứ năm. Như vậy chủ nhật tuần thứ nhất chính là ngày 5. Chủ nhật tuần thứ ba tức là ngày 19. Như vậy là ở đây 2 trận đấu bóng sẽ diễn ra ngày mùng 5 tháng 12 và ngày 19 tháng 12. Như vậy có trận đấu bóng vào ngày này, ngày 5 và ngày 19. Tiếp tục chuyển sang bài tập số 3. Những bạn nào chưa xong bài 2, các em dừng lại tiếp tục làm cho xong bài 2 đi. Sang bài 3 như sau. Xem tờ lịch tháng 1 ở phía sau này và chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Như vậy tháng 1 đây có 31 ngày, bắt đầu từ ngày mùng 1 cho đến ngày 31. Và các bạn muốn biết ngày nào ứng với thứ mấy thì các bạn sẽ gióng lên để chúng ta biết thứ. Đây, ví dụ thứ hai thì có các ngày mùng 3, mùng 10, 17, 24 và 31 tương tự đúng không? Chúng ta sẽ có một số các cái câu hỏi ở đây. Câu hỏi đầu tiên, bố của Mai muốn đưa Mai đến công viên gần nhà để tập xe đạp vào những ngày chủ nhật của tháng 1. Hỏi tháng 1 Mai tập xe đạp vào những ngày nào? Như vậy chúng ta muốn biết là Mai tập xe đạp vào những ngày nào thì các bạn sẽ xem chủ nhật, Mai tập vào ngày chủ nhật. Vậy ngày chủ nhật các bạn sẽ gióng xuống thì chúng ta sẽ có là sẽ tập chủ nhật vào tập xe đạp vào ngày 2, 9, 16, 23 và 30. Như vậy chúng ta sẽ có như sau. Mai tập xe đạp vào những ngày. Ta có Mai tập xe đạp vào các ngày ngày 2 này, ngày 9 này, ngày 16 này, ngày 23 này và ngày 30. Đây là các ngày Mai tập xe đạp, các ngày của chủ nhật. Tiếp theo sang ý B. Ngày 21 tháng 1 là ngày sinh nhật, là ngày sinh nhật của mẹ Việt. Sinh nhật của bố Việt là thứ 5 của tuần sau đó. Hỏi bố Việt sinh vào ngày nào và tháng nào. Như vậy ngày 21 tháng 1 đây là ngày sinh nhật của mẹ Việt. Như vậy mẹ Việt sinh vào ngày 21 tháng 1 này. Đây chúng ta tích đây một cái đúng không? Thì mẹ Việt sinh vào ngày này. Sinh nhật của bố Việt là thứ 5 của tuần sau đó. Như vậy sinh nhật của mẹ Việt là tuần này. Vậy sinh nhật bố Việt sẽ là tuần sau, tức là sẽ nằm trong cái tuần này. Và sẽ sinh vào ngày thứ 5 của tuần sau đó, tức là ngày này. Sinh nhật mẹ Việt đây đúng không? Vậy tuần sau tức là nó sẽ nằm ở tuần phía dưới này. Thì các em sẽ xem thử thứ 5 của tuần sau chính là ngày 27. Như vậy là sinh nhật của bố Việt là ngày 27 tháng 1. Thứ 5 ngày 27 tháng 1. Vậy chúng ta sẽ có như sau. Bố Việt sinh nhật vào ngày 27 tháng 1. Bố Việt sinh nhật vào ngày 27 tháng 1. Xong bài tập số 3. Những bạn nào mà chưa xong, các bạn dừng lại tiếp tục làm cho xong. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tiếp theo là bài tập số 4. Bài tập số 4 như sau. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Hôm nay là ngày Giáng sinh, tức là ngày 25 tháng 12. Vậy ngày mai sẽ là ngày. Như vậy ngày mai thì các em sẽ lấy ngày hôm nay các em cộng thêm 1. Như vậy ngày mai sẽ là ngày 26 tháng 12. Hôm nay là ngày 25 tháng 12 thì ngày mai các em sẽ lấy số ngày này, các em cộng thêm 1. 25 cộng 1 thì bằng 26. Và ngày 26 và ngày 25 thì nó sẽ cùng một tháng thôi. Như vậy đây là ngày 26 tháng 12. Tiếp theo ý B. Hôm qua là ngày 31 tháng 1. Vậy hôm nay là ngày mấy của tháng mấy? Như vậy trong tháng 1, tháng 1 thì có 31 ngày, đúng không? Tháng 1 có 31 ngày. Như vậy 31 ngày rồi, hết ngày 31 là ngày cuối cùng của tháng 1. Sau đó thì nó sẽ chuyển sang ngày đầu tiên của tháng 2. Vậy hôm qua là ngày 31 tháng 1 thì hôm nay sẽ là ngày mùng 1 tháng 2. Ngày đầu tiên của tháng 2. Như thế là cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong được tiết đầu tiên, tiết 1 của bài 30 ở trong quyển vở bài tập toán lớp 2 bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Các em về làm nốt cho cô các bài tập của tiết 2 nhé. Cô sẽ tiếp tục ra video tiếp theo để hướng dẫn cho các bạn các bài tập của tiết thứ 2. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các video học tiếp theo.